thì chỉ được bên phong này ít thì là tiệp bên chừng đa là này là lũ nó à mình học chắc xài tiệp bên yên chừng đa thì tiệp bỏ nhưng mà tụ đa này bên chừng bỏ là giờ đi chặt rồi đi chạy có sẽ được to tông cái xe hay tiệp họ bên chừng là giờ đi chặt rồi đi chạy tiệp mà và cái sẽ được to to mong lì mong chỉ là chọn đa thì là điều mà người ta mong lì mà mong cho cái chạy đa khổ cái chạy đa khổ là mà giờ cho cái chạy và thấu và để nó nâng thế đa nó à chỉ một cái sự học sinh ấy nên thế đa nó phân sinh đạo sư tổ và như thế lỡ mua cho và nó cho cái chạy và à để nó bây giờ thì sự gì nó nên chú cái gì là sao thì nếu mua cho chú cho gì nó thì nếu ô thì đan chạy là thì đa khổ như thế thì cho cái chạy ô cho đan chạy nữa à thế sao được thế thì tổ ô cho nữa còn đa thế thì à nó chạy thì thế đời tổ cho các món kiện kiện được là cho các loại thì mong giờ cho cái chạy đa khổ nên chỉ do hay thì là cho đa nè ta chỉ nhớ cho họ Christian ý là cũng cái pastor thế à nhớ cho họ Christian là nên mua từ Holy Spirit nên mua nên tôn đối với cho đa thì nhận được mà nhớ thì bây mong là bây mua cho đa xử lý cho và tua là chỉ tôn xuất xuất tôn nên tua là chỉ một số sao đó thì bây phù hợp thì đa là ta chỉ mà nên giờ từ đa sẽ dùng là giờ từ Holy Spirit họ cho demon mà nên mua được cho đa nó nhưng họ xem mà nên mua được thì so you just thought that lot da lot da no say ji li he ne ge wo da no ji you yo no no ho xie le ji ji li mo picture to be ya ya be yo jo ne ne jo da le de no ji wo to te mi ne yo ji ji po da ji le ren chai ya lo ti to ku ke na na ke da na ma ne ya i lo lo mo lo lo mo ha ti da na ma yo tu ji mo ngay tới ở dù tôi chỉ tàu dù có chỉ tàu nó chỉ về hạt tiền nhớ đa thật sự nhớ trong đợt đa là mà nếu mua đa dùng đa phê nếu mua đa ở nhà đa chỉ đa và đa chế đa xanh đa củ đa tỷ chú tê chờ đa nào nhiều hạt tiền cho nên mà nếu họ mua nếu ít thành là thật sự do tù và mua ngay tới nó chỉ về hạt tiền nhớ nhanh tù chỉ mua ngay tới nó chỉ về hạt tiền nhớ đa nó chỉ có số lượng to lên được